vui được gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Kim Cúc và ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 5 đoạn mạch song song. Thì ở bài 5 này có những nội dung trọng tâm sau đây chúng ta cần tìm hiểu, đó là sơ đồ của đoạn mạch mắt song song. Và trong đoạn mạch mắt song song thì cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương được tính bằng những công thức nào. Và cô trò chúng ta cùng bước vào bài học các em nhé. Tiết trước các em đã được học, trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp thì điện trở tương đương sẽ bằng tổng điện trở các thành phần. Vậy trong đoạn mạch mắc song song, điện trở tương đương có được tính như vậy nữa hay không? Vậy thì bài học sau đây sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó. Bài số 5, đoạn mạch mắc song song. Nội dung đầu tiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song. Thì đoạn mạch mắc song song này các em cũng đã được học ở chương trình vật lý lớp 7. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại những kiến thức của môn vật lý lớp 7. Đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song. Cô giới thiệu, các em quan sát, ở đây là nguồn điện pin khóa K và đây là hai bóng đèn mắc song song. Hai bóng đèn này nó mắc nè các em, nó có hai điểm chung. Và hai đầu của bóng đèn nè, có hai điểm chung. Thì mắc như vậy người ta gọi là mắc song song. Vậy thì trong đoạn mạch mắc song song người ta nói rằng cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ, có nghĩa là I bằng I1 cộng I2. Và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thì bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ, tức là U bằng U1 bằng U2. Nó ngược lại với đoạn mạch mắc nối tiếp các em ạ. Và ở chương trình lớp 9 chúng ta mở rộng hơn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Các em cùng quan sát lên màn hình. Các em quan sát sơ đồ và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc như thế nào với nhau. Các em hãy nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong mạch điện. Thì đây, R1 và R2 mắc. Rồi đây là vôn kế, đây là ampe kế. Thì các em nhớ lại cái mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song khi nãy, các em nhận thấy rằng nó cũng giống như hai bóng đèn, đúng không các em? Do đó R1 và R2 trong trường hợp này người ta nói rằng là nó mắc song song với nhau. Chúng ta có câu trả lời R1 và R2 mắc song song với nhau. Và vôn kế thì nó có vai trò là nó đo hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở cũng như là đo hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện. Còn ampe kế thì nó sẽ đo cường độ dòng điện chạy qua mạch chính. Và người ta nhận thấy rằng các hệ thức 1 và 2 mà chúng ta vừa ôn lại khi nãy nó vẫn đúng đối với đoạn mạch mắc song song, tức là I thì bằng I1 cộng I2 và U thì bằng U1 bằng U2. Các em cùng nhau thực hiện bài tập sau đây. Hãy chứng minh công thức I1 phần I2 bằng R2 phần R1. Chúng ta thực hiện như sau. Áp dụng định luật ôm ta có U1 thì bằng I1 nhân R1, U2 thì bằng I2 nhân R2. Và vì R1 song song R2 cho nên ta có U1 bằng U2. Ta suy ra được hai cái yếu tố này bằng nhau, I1 nhân R1 bằng I2 nhân R2. Và từ đây ta lập tỷ lệ I1 phần I2 sẽ bằng R2 phần R1. Ta vừa mới chứng minh được yêu cầu của đề bài, tức là cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn thì tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn đó. Chúng ta cùng đến với nội dung điện trở tương đương của đoạn mạch song song. Thì các em đã biết điện trở tương đương là gì rồi. Vậy bây giờ công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song như thế nào đây các em? Người ta yêu cầu em hãy chứng minh 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2. Chúng ta thực hiện như sau. Ta có U thì bằng U1 bằng U2. Cho nên là ta suy ra được nè, I1 thì bằng U phần R1 và I2 thì bằng U phần R2 và I thì bằng U phần R tương đương. Và vì I thì bằng I1 cộng I2 cho nên là ta suy ra được U phần R tương đương bằng U phần R1 cộng U phần R2. Và vì U bằng nhau do đó ta rút gọn đi, ta được 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2. Và bước dưới đây là ta quy đồng mẫu lên thì ta được R tương đương bằng R1 nhân R2 trên R1 cộng R2. Và đây chính là công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.
Và sau đây chúng ta cùng đến với thí nghiệm kiểm tra. Cô giới thiệu đây là nguồn điện, đây là khóa K, vôn kế, ampe kế. Trong trường hợp này cô mắc song song hai điện trở R1 bằng 24 ohm và R2 bằng 8 ohm. Cô sẽ đóng khóa K lại, chúng ta cùng ghi nhận số chỉ của vôn kế và ampe kế nhé. Các em cùng quan sát. Chúng ta thấy rằng lúc này vôn kế chỉ 6V và ampe kế là 1A. Bây giờ cô thay R12 khi nãy bằng một cái điện trở mới và cô cũng thực hiện tương tự. Các em cùng đọc số chỉ của vôn kế và ampe kế lúc này. Thì chúng ta thấy rằng khi thay bằng một cái điện trở mới thì vôn kế vẫn là 6V và ampe kế vẫn là 1A. Như vậy điện trở mới thay vào được gọi là điện trở tương đương của điện trở 1 và 2 trong trường hợp vừa rồi. Và qua đây chúng ta cùng rút ra được nội dung cho phần này như sau. Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần và công thức như sau. 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2. Và sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần vận dụng, các em cùng quan sát. Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức là 220V. Hiệu điện thế của nguồn cũng là 220V luôn. Mỗi đồ dùng đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng. Chúng ta có 3 yêu cầu cần phải thực hiện. Yêu cầu thứ nhất, đèn và quạt được mắc như thế nào vào nguồn điện để chúng hoạt động bình thường. Yêu cầu thứ hai, em hãy vẽ sơ đồ mạch điện trong trường hợp này. Và câu hỏi thứ ba, nếu như đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động hay không và vì sao? Như vậy rất đơn giản các em. Các em cùng nhận xét nào. Bóng đèn và quạt có cùng hiệu điện thế là 220V và nó cùng bằng với hiệu điện thế của nguồn là 220V luôn. Do đó suy ra đèn và quạt sẽ được mắc song song vào nguồn điện. Chúng ta có câu trả lời như sau. Vì quạt trần và đèn dây tóc có cùng hiệu điện thế định mức là 220V cho nên đèn và quạt được mắc song song vào nguồn điện 220V để chúng hoạt động bình thường. Và sau đây là sơ đồ mạch điện. Đây là quạt nè các em, ký hiệu là M. Đây là đèn, chúng được mắc song song với nhau. Và đây là cầu chì bảo vệ, công tắc cho các dụng cụ này nó hoạt động. Và dựa trên sơ đồ này chúng ta trả lời luôn được câu hỏi thứ ba. Người ta hỏi rằng nếu như mà đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động hay không? Thì đối với đoạn mạch mắc song song, mỗi mạch rẽ nó sẽ hoạt động riêng biệt với nhau. Nếu như ta đóng công tắc của mạch thứ hai, tức là mạch quạt nè, thì dòng điện chạy qua cái mạch thứ hai nó vẫn kín vào vật quạt, vẫn hoạt động bình thường, không liên quan gì đến đèn hết các em ạ. Và đây cũng là một ưu điểm của đoạn mạch mắc song song. Do đó ở gia đình chúng ta, tất cả những cái đồ dùng điện, ví dụ như là quạt là đèn là tivi, tủ lạnh, máy giặt vân vân, người ta đều mắc song song với nhau để chúng hoạt động độc lập với nhau. Nếu như một đồ dùng có bị hư hoặc không sử dụng thì những đồ dùng khác vẫn không ảnh hưởng gì. Các em cùng đến với câu C5. Chúng ta có những cái yêu cầu sau đây. Các em quan sát, R1 mắc song song với R2 và cho R1 bằng R2 bằng 30 ohm. Em hãy tính điện trở tương đương. Thì câu trả lời rất là đơn giản. Chúng ta vận dụng ngay công thức chúng ta vừa học để tính điện trở tương đương của đoạn mạch. Ta có 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2. Và từ đây ta suy ra được R tương đương bằng R1 nhân R2 trên R1 cộng R2. Và ta tính được R tương đương là 15 ohm. Chúng ta đến với câu B. Bây giờ người ta mắc thêm vào đây một cái điện trở R3 song song với R1, R2. Vậy tính R tương đương bằng cách nào? Thì cô gợi ý cho các em sẽ gom R1 và R2 lại thành một cái R mới là R12. Đoạn mạch chúng ta lúc này gồm R12 mắc song song với R3. Do đó ta có công thức tính R tương đương là bằng R12 nhân R3 trên R12 cộng R3. Các em thay số vào, các em tính được R tương đương là 10 ohm. Chúng ta mở rộng cho đoạn mạch gồm N điện trở mắc song song. Thì ta có Y bằng Y1 cộng Y2 và cộng cho tới YN. U thì bằng U1 bằng U2 và bằng cho tới UN.
và 1 phần R bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2 và cộng cho đến 1 phần Rn. Các em hãy cùng cô ôn lại những nội dung trọng tâm của bài thông qua sơ đồ sau đây nhé. Ở bài 5 đoạn mạch mắc song song các em cần nắm. Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, chúng ta vẽ sơ đồ như thế này. Trong đoạn mạch mắc song song thì điện trở tương đương được tính bằng công thức sau đây: 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2, hoặc R tương đương sẽ bằng R1 nhân R2 trên R1 cộng R2. Đối với cường độ dòng điện thì trong đoạn mạch mắc song song I bằng I1 cộng I2. Đối với hiệu điện thế thì ta có U bằng U1 bằng U2. Và ngoài ra ta còn có công thức I1 phần I2 bằng R2 phần R1, tức là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn thì tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn đó. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Cô chúc các em học tập thật tốt. Mến chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.